Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thì làm sao xa lìa các thứ lầm lỗi như thế? Phật dạy, này thiện hiện hoặc đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa nghĩ thế này, các pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt, nếu pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được, thì không có khả năng biểu hiện sự hiểu biết, cũng không có khả năng tuyên thuyết khai thị. Nếu hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa, xa lìa các lầm lỗi. Nếu đại Bồ Tát chấp trước pháp không có sở hữu chẳng thể nắm bắt, thì xa lìa bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp không có sự chấp trước, không có sự nhiếp thọ. Nếu đối với các pháp có sự chấp trước, có sự nhiếp thọ, thì xa lìa bát nhã ba la mật đa. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa là xa lìa hay chẳng xa lìa? Tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa đối với tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, pháp không nội đối với pháp không nội là xa lìa hay chẳng xa lìa? Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, chân như đối với chân như là xa lìa hay chẳng xa lìa? Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ đối với thánh đế khổ là xa lìa hay chẳng xa lìa? Thánh đế tập diệt đạo đối với thánh đế tập diệt đạo là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự đối với bốn tịnh lự là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bốn vô lượng, bốn định vô sắc đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc là xa lìa hay chẳng xa lìa?